Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Stargazer, chiếc xe MPV 7 chỗ đa dụng của bên nhà Hyundai mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn chính sách giảm giá của Hyundai Stargazer tại đại lý của mình tại thời điểm này. Những cái chương trình về quà tặng phụ kiện, về tặng phiếu bảo dưỡng dịch vụ và mức giá lăn bánh của từng phiên bản Hyundai Stargazer đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm, đang theo dõi về chiếc xe này. Đây là một dòng xe cũng vừa với ra mắt của bên nhà Hyundai thôi, nhưng mà cơ bản tại thời điểm này đại lý đang có những cái chính sách giảm giá về tiền mặt rất đáng để mọi người quan tâm trong cái thời điểm này, đặc biệt là những dòng xe ở phân khúc MPV cạnh tranh với cả chiếc xe Stargazer này. Ví dụ như là chiếc xe Mitsubishi Xpander là hiện tại hầu như là không có xe giao, hay là Veloz Cross thì cũng đang ít xe quý chị các bạn ạ. Vậy thì Hyundai Stargazer này sẽ có cái mức giá cạnh tranh sau khi trừ đi chương trình khuyến mại, từng phiên bản nó sẽ là như thế nào thì mình xin phép là cập nhật luôn. Đầu tiên là Stargazer bản 1.5 AT tiêu chuẩn, bản số tự động quý chị các bạn nhé, 1.5 AT tiêu chuẩn. Với Stargazer thì tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ máy xăng, máy 1.5 hút khí tự nhiên, dẫn động cầu trước. Hộp số là hộp số tự động vô cấp biến thiên thông minh IVT. Chiếc xe này bản tiêu chuẩn mức giá niêm yết là 575 triệu và tại thời điểm này tại đại lý của mình đâu đó cũng giảm được phiên bản này là khoảng tầm 15 triệu dành cho quý vị các bạn. Giá xe đâu đó còn khoảng tầm 560 triệu đồng thôi các bạn ạ. Với AT tiêu chuẩn của Stargazer, một chiếc xe nào nếu các bạn mà ví dụ như chúng ta đang có nhu cầu chạy công việc chẳng hạn, hay chạy kinh doanh thì các bạn mà thích đi số tự động thì hoàn toàn phiên bản này cũng rất đáng là mọi người quan tâm với cái chương trình khuyến mại như thế này. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 621 triệu, ở Hà Nội là 652 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 641 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 621, Hà Nội là 652 và thành phố Hồ Chí Minh là 641 triệu đồng. Với mức giá lăn bánh như này hiện tại thì ở trên thị trường nó ngang với chiếc xe Toyota Vios. Nếu như chúng ta không thích đi, không thích lấy chiếc xe Vios phiên bản G cũng y nguyên tầm tiền như này, thì mà chúng ta muốn một dòng xe 7 chỗ rộng rãi, đa dụng hơn thì Stargazer y nguyên tầm tiền như vậy đáp ứng được các bạn nhé. Với phương án trả góp 1.5 AT tiêu chuẩn của Stargazer, ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 173 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 204 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 193 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 173, Hà Nội 204 và thành phố Hồ Chí Minh là 193 triệu đồng với phiên bản tiêu chuẩn của Stargazer. Phía trên phiên bản tiêu chuẩn đó là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt này cũng là một động cơ 1.5 thôi. Mức giá niêm yết của nó là 625 triệu và tại thời điểm này đại lý đâu đó cũng giảm giá được khoảng tầm 15 triệu với phiên bản đặc biệt này. Như vậy thì giá xe còn khoảng tầm là 610 triệu. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh 1.5 AT đặc biệt này sẽ là 676 triệu, ở Hà Nội sẽ là 708 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 696 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 676, Hà Nội là 708 và thành phố Hồ Chí Minh là 696 triệu đồng. Với phương án trả góp 1.5 AT phiên bản đặc biệt này, ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 188 triệu, Hà Nội tối thiểu là 220 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 208 triệu đồng anh chị nhé. Em xin nhắc lại, theo phương án trả góp của 1.5 AT đặc biệt, tỉnh là 188, Hà Nội là 220 và thành phố Hồ Chí Minh là 208 triệu đồng. Đó là phiên bản đặc biệt của Hyundai Stargazer. Tiếp theo sang cái phiên bản thứ ba, đó là phiên bản cao cấp về chiếc xe này, cũng là máy 1.5 thôi, vẫn là AT. Bản này thì đang có mức giá cao nhất là 675 triệu và tại thời điểm này đầu đó đại lý cũng giảm giá cho quý chị các bạn là 15 triệu. Một cái dòng xe cũng vừa ra mắt nhưng mà vừa có luôn chương trình khuyến mại giảm giá luôn cho các bạn. Vậy thì phiên bản cao cấp của Hyundai Stargazer, bản này sẽ có mức giá còn 660 triệu và là máy ở tỉnh 731 triệu, ở Hà Nội là 764 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 751 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 731, Hà Nội 764 và thành phố Hồ Chí Minh là 751. Trả góp 1.5 AT cao cấp này, ở tỉnh bỏ ra số tiền tối thiểu 203 triệu, Hà Nội tối thiểu là 236 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 222 triệu đồng chị nhé. Tỉnh là 203, Hà Nội là 236 và thành phố Hồ Chí Minh là 222 triệu đồng.
Đó là 3 mức giá của 3 phiên bản Hyundai Stargazer tại cái thời điểm này trong dịp 10 ngày cuối cùng của tháng 1 này. Đại lý có những cái chính sách hỗ trợ giảm giá cho cái dòng xe MPV 7 chỗ này, đặc biệt trong thời điểm cuối năm những cái dòng xe mà cạnh tranh với Stargazer không có xe giao thì hoàn toàn với những cái chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá như này về Stargazer. Nếu anh chị chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về chiếc xe này thì các bạn hãy cứ liên hệ theo cái số line ở bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi cho hotline ở miền Bắc, ở miền Nam thì cái gọi hotline ở miền Nam. Đây là một chiếc xe có đầy đủ tất cả những cái tính năng an toàn, tính năng tiện ích. Từ số túi khí đâu đó bản cao cũng được trang bị đến 6 túi khí. Rồi là chiếc xe này sử dụng hộp số tự động vô cấp thông minh, quý chị các bạn nhé, chứ không phải hộp số tự động 4 cấp. Và chiếc xe này cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, một chống máy động cơ là 1.5 thôi. Những cái tính năng an toàn như là ABS, cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rồi là những cái tính năng về cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp, rồi là hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm với người đi bộ thì cũng đều được trang bị trên Stargazer phiên bản cao cấp. Vậy thì cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Nếu quan tâm hãy gọi cho số hotline ở bên dưới góc trái màn hình. Xin chào ạ.